Xin chào các bác, hôm nay về được một đàn lợn của B3. Toàn B3 các bác nhá. Toàn nói B3 hết. Thì hôm nay thì em về con B3 là mã. Đây em sẽ cho các bác xem mã. Vừa về luôn, chưa vệ sinh luôn các bác. Con B3 này là mã S1200H các bác nhá. Đấy, 308 ohm, FPL đạt 105 dB, nặng 26.5 kg. Và đây là một dòng loa thuộc phân khúc hỏa tiễn của B3 các bác nhé. Hỏa tiễn. Tại sao em nói là hỏa tiễn? Em sẽ cho các bác xem luôn. Thì đây là một đôi loa bass 25 check 750. Các bác biết 25 ở check 750 thì chỉ có hỏa tiễn nó mới làm thôi. Chứ còn loa thường thì ít. Và cái dòng này ấy, thì tiếng nó đi rất là xa. Đấy. Các bác nếu mà các bác chưa gia đình thì các bác ở cái khoảng cách dài một tí thì con này rất hay. Đấy, có nghĩa là các bác ngồi cách loa khoảng tầm 4-5 mét thì con loa này nó ra âm thanh rất là ngon và hay. Đấy, còn không nên chơi gần quá nhá. Loa này không gần quá thì các bác nghe thì tiếng nó sẽ hơi mạnh quá. Và đối với con loa này thì công suất của nó ngang với cả những đôi loa 30 của B3. Như con EG212 của B3 nó chỉ là 250W thôi các bác. Còn con này nó lên đến 300W. Sử dụng một bát neo bát 25. Đấy. Neo này thì các bác thừa biết là B3, con neo B3 nó như thế nào rồi, đúng không? Một bát neo và một chiếc check thường 750. Thùng nhựa nó rất là chất. À, nhất là con này mà các bác nào mới đi làm mà các bác đi làm xô nhỏ ấy, hoặc là các bác đi hát văn ấy. Con này thì nó đẳng cấp luôn. Đấy. Các bác đi hát văn này, các bác làm xô nhỏ này, hoặc là các bác đi làm lễ trình đồng mà phủ gì đấy, đấy gọi là đi hát văn ở trong đấy thì đẳng cấp luôn. Tiếng đẹp, gọn. Đấy, mà tiếng nó xa nữa, phủ được lớn. Bass 25 neo check 750. Đây là phân tần của nó các bác nhá. Phân tần. Đấy, thùng nhựa. Thùng nhựa này thì được một cái là thực sự rất bền. Em phải nói một câu nó rất là bền. Để mà hỏng được cái thùng này thì gọi là mốt mùa luôn. Trời ơi, nhìn nó khủng khiếp. Đây, em sẽ quay ra cho các bác cùng xem thế nào là một chiếc loa hỏa tiễn. Đấy, cho các bác nhìn cái check của nó nhá. Họng nó sâu thăm thẳm luôn. Còn đây là phần bát. Phần bát thì nó sẽ có một cái mũ. À, có cái chụp mũ hỏa tiễn. Chụp mũ này để nó chia âm thanh và lén âm thanh. Khi âm thanh đập lên cái này nó nén và nó phóng ra. Nó phóng ra rất là lớn và rất là mạnh. Đấy. Con này mà cái đời mà 2 bát 30 ấy, 2 bát 30 trong một check ấy, nó rất là đắt. Đấy. Còn đời 2 bát 25 này cũng, à còn 1 bát 25 và một check này cũng nhiều bên em thấy bán rất là cao. Còn riêng các bác gặp em nhá, các bác gặp em thì gặp đúng người, đúng thời điểm, giá rất hợp lý cho các bác. Được chưa? Con này giá thị trường hiện tại đang bán với loanh quanh khoảng 14-15 triệu một cặp. 14-15 triệu của một cặp B3 này các bác nhá. Các bác gặp em gì? 11 triệu. Ok chưa? Chỉ đến giá 11 triệu là các bác sẽ sở hữu được một cái cặp loa khủng khiếp. Về cái sao tiếng của nó thì rất hay. Em phải nói một câu thì sao tiếng rất là hay. Đấy. Cái này hiện tại em đang có 6 cặp các bác nhá. Có 6 cặp thì dành cho những bác nào chịu chơi. Đấy, và đầu tư. Hàng này rất hiếm ở thị trường luôn. Rất hiếm. Gần như có khi 1 năm 2 năm may ra mới gặp được vài đôi. Không có nhiều đâu. Em sẽ test thử một chút cho các bác nghe thử nhá. Đây em bật luôn trước này. Ngồi khoảng cách xa tiếng rất hay. Mạnh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
这不是件容易的事，我们却都没有哭泣，让它淡淡地来，让它好好地去。 À, thì em chia sẻ thêm một chút nhé. Đối với những cái mẫu này ấy, thì các bác đừng mong kỳ vọng là tiếng bát nó nhiều. Các bác nhé, đừng kỳ vọng tiếng bát nó nhiều vì nó chỉ là bát 25. Dòng này thì nó sẽ thiên hướng về trung âm và lời để đi rất là xa. Đấy, dòng này muốn hay các bác phải kết hợp với súp. Chứ các bác mà đánh dòng này không thì nó tiếng bát nó rất là ít. Nhưng về phần lời ca, lời hát khi các bác hát ra thì con này cực hay, sáng bay. Các bác nhé, mạnh mẽ. 11 triệu một cặp, bác nào có nhu cầu alo cho em sẽ vệ sinh sơ si sạch sẽ cho các bác. Hàng vừa mới về em vừa mới bóc ra thì em cũng chưa lau chùi vệ sinh nên có sao em đăng vậy luôn các bác nhá. Còn khi vệ sinh xong thì các bác sẽ nhận được hàng long lanh. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi video.